Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 2. Long An chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công. Sắp nhập mặn sẽ tăng cao dịp Tết Nguyên Đán. Thế giới có 103,9 triệu ca nhiễm COVID-19. Chiều nay ngày 2 tháng 2 năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Chăn Úc tặng quà Tết cho 500 hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã trao 500 phần quà cho bà con các xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây, Tân Phú, An Ninh Tây và thị trấn Hậu Nghĩa. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 550.000 đồng. Tổng kinh phí trao tặng 525 triệu đồng do Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn hỗ trợ. Tại đây, ông Nguyễn Chăn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn, mong bà con đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2021 và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, chiều nay ngày 2 tháng 2 năm 2021, Ban tổ chức huyện ủy Tân Thạnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng đợt 3 tháng 2 2021 cho 3 đảng viên cao niên. Theo đó, hai huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Lê Văn Thơi sinh năm 1949 thuộc Đảng bộ cơ sở xã Tân Lập và đảng viên Võ Thị Thuật sinh năm 1952 thuộc Đảng bộ cơ sở xã Tân Bình. Một huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Chăn Cần sinh năm 1953 thuộc Đảng bộ cơ sở xã Tân Thành. Đây là những đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Bí thư huyện ủy Tân Thành, ông Bùi Quốc Bảo chúc mừng ba đảng viên đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp to lớn và mong muốn các đồng chí luôn khỏe mạnh, tiếp tục có những đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Cùng với các tầng lớp nhân dân của mọi miền Tổ quốc đang hân hoan trước thành công của kỳ đại hội. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục ghi lại tình cảm, nguyện vọng, ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, gửi trọn niềm tin, niềm hy vọng mới vào một kỳ đại hội với nhiều thay đổi và phát triển. Chúng tôi rất là tin tưởng vào cái kỳ đại hội này. Như chúng ta cũng biết là đất nước chúng ta trong cái quá trình đổi mới vừa qua phải nói là có những cái phát triển vượt bậc, được các nước trên thế giới đánh giá rất cao, những cái chủ trương, những chính sách. Thì tôi mong rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo nhiều điều kiện cho giới doanh nhân, doanh nghiệp chúng tôi có thêm nhiều cái niềm tin. Chúng tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho đất nước ngày càng giàu đẹp. Ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh đã đến thăm chúc Tết tặng quà đồn biên phòng Bến Phố ở xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh gửi lời chúc đến cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đón xuân mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên Đán luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát người vượt biên trái phép nhằm khống chế, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm chúc Tết xã Khánh Hưng, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, các cấp các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh mỗi dịp đến Tết Nguyên Đán. Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay giúp các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền, đầm ấm, hạnh phúc. Toàn tỉnh hiện có trên 144 người có công, gồm 5.294 mẹ Việt Nam anh hùng, 235 mẹ còn sống, hơn 30.400 liệt sĩ, 11.050 thương binh và trên 1.800 bệnh binh. Với mục tiêu không để gia đình nào không có Tết, không có gia đình nào bị bỏ lại phía sau, năm nay, các cấp các ngành trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cổ truyền cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với nguồn kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm tặng quà và chúc sức khỏe các thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh nặng đang được điều dưỡng ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.
qua đó góp phần chia sẻ những hy sinh mất mát đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, đồng thời động viên và giúp đỡ họ vượt lên khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An, nước mặn lên cao nhất đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tức vào khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. Nguyên nhân do việc giảm xả thủy điện Trung Quốc với thời gian kéo dài 20 ngày, từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 2021, sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn nước và mặn lên cao nhất đúng dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu, tức ngày 8 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 2021. Theo đó, độ mặn 4 gram trên lít có thể xâm nhập vào sâu trên dòng chính trên sông Dàm Cỏ từ 75 đến 90 km. Trước tình hình đó, Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi đề nghị các cơ quan chức năng các huyện phía Nam và thành phố Tân An theo dõi diễn biến độ mặn thường xuyên và xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối hợp lý, tranh thủ tích trữ đủ nước vào các kênh rạch, kết thúc việc lấy nước muộn nhất trước ngày 7 tháng 2 2021, đồng thời kiểm tra và có kế hoạch xử lý triệt để các cửa cống bị rò rỉ để phủ bạt, thay thế các ron cửa cống bị hư hỏng để tránh tình trạng nước mặn xâm nhập vào bên trong nội đồng, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân. Vừa qua, Ban dân vận huyện ủy Vĩnh Hưng tổ chức ký kết với các đồn biên phòng Tuyên Bình, Bến Phố, Long Khốt về phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới, đấu tranh với các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Theo đó, nội dung ký kết là các ban ngành đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình người dân trên địa bàn có thân nhân ở Campuchia để tuyên truyền vận động ở tại chỗ, không vượt biên về nước, tuyên truyền công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh qua lại biên giới, tổ chức cho tất cả các hộ gia đình cư trú trên khu vực biên giới ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và chấp hành các quy chế quy định, không tham gia bao che tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện các hành vi nhập cảnh trái phép, phải kịp thời báo cho chính quyền và cơ quan biên phòng, đồng thời kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau buổi ký kết, các tổ chức có liên quan ra quân đến từng hộ gia đình, tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các hộ dân gần khu vực biên giới về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và cảnh giác tố cáo các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác để đảm bảo cho người dân yên tâm ăn Tết. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 30 tháng 1 2021, Ban Quản lý chợ Đông Thành, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn. Ngay cổng chợ, lực lượng dân phòng khu phố đặt rào chắn và túc trực nhắc nhở người dân khi vào chợ phải tuân thủ việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Nếu ai không chấp hành sẽ không được phép vào chợ. Mỗi buổi sáng, ban quản lý chợ trực tiếp đi kiểm tra, nhắc nhở đối với những trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách. Chúng tôi là ban quản lý chợ cũng nhắc nhở bà con tiểu thương là đeo khẩu trang, là nhắc nhở bà con đi chợ cũng thường xuyên đeo khẩu trang vào chợ, là rửa tay diệt khuẩn trước khi vào chợ. Thì nhìn chung là bà con chấp hành tốt. Cùng với đó, các tiểu thương buôn bán trong chợ đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền người đến mua hàng luôn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Ban quản lý chợ tuyên truyền là trước khi vô cổng thì mình phải rửa tay, vệ sinh rồi mình đeo khẩu trang y tế. Nói chung là ở đây là dân chợ, ở đây là tiểu thương, ở đây là chấp hành đúng nội quy hết, ai cũng vậy đó. Chợ Đông Thành mỗi ngày phục vụ gần 1.000 lượt người dân đến mua bán. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là việc làm cấp thiết để phòng ngừa dịch bệnh. Mới đây, đối tượng liên quan đến vụ việc đưa hai người Trung Quốc xuất cảnh trái phép đã đến tự thú tại đồn biên phòng Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng. Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 1 2021, đồn biên phòng Long Khốt phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm 2 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng chuyên chở người Việt, trong đó có 1 đối tượng đã bỏ trốn. Qua tuyên truyền vận động của đồn biên phòng Long Khốt và chính quyền địa phương, đến 19 giờ 10 phút ngày 1 tháng 2 2021, đối tượng Thái Đắc Tươi sinh năm 1967, người Việt, là một trong 2 đối tượng chuyên chở đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép đã ra tự thú tại đồn biên phòng Long Khốt. Sau khi tiến hành xác minh nhân thân, đồn biên phòng Long Khốt đã báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Hưng, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng huyện Vĩnh Hưng tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa đối tượng đi cách ly theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải có công văn
tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nâng mức cảnh báo cảnh giác phòng chống dịch lên mức cao nhất, đặc biệt tại các nhà ga, hàng không, đường sắt, bến tàu, bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường chỉ đạo giám sát kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong phạm vi quản lý về việc thực hiện các chỉ đạo quy định hướng dẫn về phòng chống dịch của Bộ Giao thông Vận tải, ngành y tế và các cơ quan chức năng. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải siết chặt và củng cố các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách công cộng. Kiểm tra và nhắc nhở cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế. Bổ sung thêm bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại các khu vực phòng chờ, trong nhà ga, bến tàu, bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng để thuận lợi cho hành khách sử dụng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ, hành khách và mọi người khác như người đưa tiễn trong khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách. Từ chối vận chuyển các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang theo đúng quy định. Yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và phải thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm và giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Kiểm tra nhắc nhở, vận động hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để được cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Ngày 1 tháng 2, 2021, Thượng tá Lâm Minh Theo, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, trao tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho hai cá nhân đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt được đối tượng trộm nóng xe mô tô xã Bình Quế. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2021, bà Đỗ Thị Quỳnh, ngụ xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, đến nhà chị ruột là Đỗ Thị Phượng, ngụ xã Bình Quế, huyện Châu Thành, có đậu xe mô tô 62HI09685 hiệu Quay Alpha, cập tỉnh lộ 827B. Khoảng 5 phút sau thì nghe có tiếng máy nổ và phát hiện xe của mình bị mất. Thấy đối tượng điều khiển xe của mình nên truy hô và trình báo cho công an xã Bình Quế qua điện thoại. Sau khi bà Quỳnh truy hô, đuổi theo tên trộm xe của bà đến ngã ba chợ cũ Bình Quế, thì thấy tên trộm bỏ lại xe chạy trốn. Lúc này ông Trần Xuân Thanh sinh năm 1986 và ông Nguyễn Văn Chưa sinh năm 1959 cùng ngụ ấp Kỳ Châu xã Bình Quế nhanh chóng truy tìm và bắt được đối tượng liên quan cùng tang vật. Sau đó những người xung quanh cùng hỗ trợ khống chế đối tượng. Lực lượng công an xã kịp thời đến hiện trường đưa đối tượng về trụ sở công an xã làm việc. Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Trần Thanh Sang, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1998, ngụ hẻm 115, Quỳnh Văn Cấm, phường 2, thành phố Tân An và thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản như trên. Công an xã tiến hành lấy lời khai, trích xuất camera có liên quan đến vụ trộm. Công an xã đã bàn giao tang vật đối tượng và hồ sơ vụ trộm cho công an huyện tiếp tục điều tra xử lý. Qua sự việc trên, Công an huyện Châu Thành đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen, biểu dương ông Trần Xuân Thanh và Nguyễn Văn Chưa để kịp thời khích lệ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng ngày, Thượng tá Lâm Minh Theo, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cũng đã đến xã Thanh Phú Long trao tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho hai cá nhân là lực lượng nòng cốt đã có thành tích đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngày 2 tháng 2, 2021, Công an huyện Cần Đức xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật các đối tượng tham gia đá gà thắng thua bằng tiền xảy ra trên địa bàn huyện. Trước đó, nhận được tin báo của người dân, tại khu đất trống thuộc địa bàn ấp Hữu Lộc, xã Long Hữu Tây, huyện Cần Đức, có nhiều đối tượng tụ tập đá gà thắng thua bằng tiền gây mất an ninh trật tự. Công an huyện Cần Đức nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt quả tang 11 đối tượng đang tham gia đá gà. Qua đó tạm giữ tang vật gồm 2 con gà, 1 cặp cửa, 1 cân, 10 xe mô tô. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: Long An dự trữ hàng hóa phòng chống dịch COVID-19. Thế giới có 103,9 triệu ca nhiễm COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, 2 tháng 2, Sở Công Thương đã làm việc với các địa phương, các doanh nghiệp, chủ lực trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu,
ứng phó phòng chống dịch bệnh trong điều kiện cách ly. Tại buổi làm việc, Sở Công Thương đã kết nối các doanh nghiệp để cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu phòng chống dịch bao gồm khẩu trang, đồ bảo hộ phòng chống dịch, lương thực thực phẩm, điện, xăng dầu, đồng thời làm việc với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa thiết yếu để xây dựng phương án cung cấp hàng hóa vào các khu cách ly, đảm bảo nguồn hàng ổn định, bình ổn giá. Theo đó, các doanh nghiệp cam kết lượng hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung ứng với các tình huống dịch bệnh diễn biến từ mức độ 3 trở lên. Sự hợp tác và đồng hành của doanh nghiệp khi mà dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, thì phải nói thì hôm nay thì rất là mừng là được cái sự đồng hành của doanh nghiệp rất nhiều. Và doanh nghiệp cũng đã có những cái phương án chủ động, thậm chí là có cái phương án huy động lực lượng sản xuất trong cái điều khi mà nghỉ Tết, hoặc là chuẩn bị cái phương án điều phối cung ứng hàng hóa trong hệ thống làm sao kịp thời đưa hàng hóa để phục vụ những cái khu cách ly. Ngoài ra, đại diện các siêu thị, cửa hàng tiện ích cho biết, trong toàn hệ thống, chuỗi cửa hàng cũng đã dự trữ lượng hàng hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, nhu cầu sử dụng nhang vào dịp này cũng bắt đầu gia tăng. Chính vì thế mà nhiều cơ sở sản xuất nhang trên địa bàn Long An đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo kịp hàng cung ứng cho thị trường Tết. Theo thống kê, toàn tỉnh Long An có hàng trăm cơ sở sản xuất nhang tập trung nhiều ở các huyện như Bến Lức, Cần Chuột, Đức Hòa, Tân Thạnh. Đa phần các cơ sở này đều làm gia công để giao cho các cơ sở đóng gói tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiêu thụ ở nhiều nơi, trong đó có xuất khẩu sang Malaysia, Singapore. Trước khi làm thủ công, số lượng không nhiều, nhưng thời gian gần đây, nhiều cơ sở đã trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị làm nhang và máy sấy, nhờ đó mà năng suất tăng đáng kể. Trung bình, cơ sở có khoảng 10 nhân công sẽ cho ra khoảng 500.000 cây nhang mỗi ngày. Vào giai đoạn cận Tết, nhu cầu tiêu thụ mạnh nên cơ sở tăng thêm khoảng 50% số lượng so với ngày thường. Song giá cả vẫn không thay đổi. Trung bình, 1.000 cây nhang, 3 tấc 2, xuất xưởng có giá 28.000 đồng. Nghề làm nhang tuy không quá nặng nhọc, song lại mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kỹ lưỡng. Ngoài việc tạo được việc làm cho lao động nông thôn kiếm thêm thu nhập, nghề làm nhang truyền thống còn góp chút hương thơm và tô thêm nét đẹp cho ngày Tết quê hương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành chỉ thị số 178 yêu cầu các sở ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chức năng có liên quan và các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó giao Công ty Điện lực Long An đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ Tết Nguyên đán. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Long An, Điện lực các huyện, thị xã và thành phố xây dựng, thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cung ứng điện cho các khách hàng sản xuất cuối năm 2020 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức tăng cường kiểm tra khắc phục các tồn tại khiếm khuyết lưới điện, đảm bảo vận hành ứng phó, kể cả các tình huống thời tiết cực đoan như mưa, bão, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống để cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác an toàn phòng chống cháy nổ do sự cố điện tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí. Được biết, đến hết tháng 12 năm 2020, Điện lực Long An phục vụ hơn 505.000 khách hàng, trong đó gần 470.000 khách hàng sử dụng điện chiếu sáng sinh hoạt và hơn 35.700 khách hàng sử dụng khác, tốc độ tăng trưởng hơn 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, phòng cháy chữa cháy luôn là vấn đề được Ban Quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, bởi thời điểm này lượng hàng hóa do tiểu thương tập kết tăng cao, trong đó có nhiều hàng hóa dễ gây cháy. Tại chợ Tân An, gồm chợ Tân An phường 1 và chợ Tân An phường 2, có khoảng 1.300 hộ kinh doanh với số lượng hàng hóa khá lớn. Những mặt hàng như quần áo, giày dép, đồ trang trí được tiểu thương chất cao ngất ngưỡng cộng với việc đốt nhang vàng mã là những nguyên nhân rất dễ gây cháy. Do đó, đội phòng cháy chữa cháy của Ban Quản lý chợ thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy, bảo đảm các thiết bị luôn hoạt động tốt, gồm 2 máy bơm chữa cháy, 12 trụ nước chữa cháy, trên 100 bình chữa cháy. Mỗi quầy sạp hàng đều trang bị một thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy kịp thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại chợ. Toàn tỉnh hiện có 133 chợ, 7 siêu thị, 150 cửa hàng tiện ích. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đều đã lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và hàng hóa.